Dạ. Vừa đi á. À, vừa đi chơi. Quân nó có hai cái quay rồi. Hai chỗ chơi. Cái tầm tầm nó đẹp nhỉ. Rồi giờ anh quay lại. Đây gì đấy? Lên rồi à? Chiếc điện thoại à? Mình đi được trước đấy. Ừ, đúng rồi. Mình sẽ đứng ở đằng sau mình nhìn được. Cái đây này tua cano 4 đảo cái đó, cái thuyền đang chạy đó. Không, không phải cái thuyền chạy tàu sóng nữa, cái thuyền chạy bên ngoài á. Kia ra mấy cái đảo ngoài kia. Dạ. Hôm qua mình đi ra mấy đảo ngoài đấy. về ngắm cái đáy bể thôi mà cũng như ngắm san hô nhỉ. Không sao đâu, máy quay và máy giúp đỡ. Giá vé rẻ nữa, giá vé là 500 quán mình quay ngắm rồi, cái này mình lưu lại của mình. Mua đại lý á, mình không. Mình sao gửi hết mọi người. Đây là bè nuôi chai nè. Yeah, con qua 2 bọc chặt. Chụp cho nên đắp trong luôn cả. À đâu ra chụp chụp. Chụp nó tầm tầm. Chụp nó
Sai kè, tay sai kè, sai kè. Tôi phải gặp kỹ sư xây dựng, họ sẽ đưa ra những giải pháp, họ kể hết từ nguyên vật liệu này, quy trình xây dựng, kỹ thuật các thứ, đấy cho mình kỹ thuật rồi, kiếm tiền ở mức đấy, để lại cái công trình thế kỷ như này. Công trình kiểu các kỹ sư và những người giỏi kinh nghiệm. Nếu nhận thế này là chết rồi. Đâu Đà Nẵng nó cũng không, cái này là gấp đôi. Vì kia đó là một công trình nhà xây đấy. Đó. Không, cái này phải ngay lập. Đằng sau có người vật liệu đẩy ra. 8 cây. Ở Đà Nẵng có cả người kiểm soát về lại kiểm soát. Cái này là gì ta? À, tao thấy mũi sau này đúng không? Em sản xuất một cái áo như thế nào thì nhìn có màu như vậy. Của hay là không bỏ cả đi cả về, hay là cả đi, hay là cả đi cả về là 7 cây. Ở đây mà tới rồi hết hả? Tới rồi này. Tới rồi. Cái này đi nhanh á, mình đi nhanh bất ngờ luôn á. Hay là nhưng mà đây thì cả đi cả về nhỉ? Tới rồi, đúng rồi. Tới rồi. Nhanh quá. Mới được có 10 phút. Wow. Đấy nha, đi về đổ vào cô Loan nha. Ôi trời, cũng bình thường. Cũng bình thường. Dài nhất thế giới luôn. Về là cô đi mất biển. Nó cả như mất biển thôi em ạ. Tại vì thường thế giới là thêm 3 giây nữa. Nó còn đang nói tiếp như thế đang nói ngoài đang nói ngoài đang nói làm đấy mà muốn bắt hết mấy cả rồi đó xe rồi đó cái này là cái trời đó mà you not see cái bài đó cái nhắn nhắn thì tự gì đâu đi bây giờ này ưu điểm của cấp trao là những người được cái hệ sinh thái của cái này đấy chứ không có lựa chọn cái này đâu. Xây xong xin trước khi mình ok ok nói gì chúng ta sẽ phải tới đúng không, tới điểm điểm đó là cáp treo ok ready. Ok em thấy mình bơi đấy tiện hơn này mà. Ra kia uống nước muối, ra kia uống nước muối. Được không? Phải xem đường chín nước bơi đúng không? Mọi người đâu có người đâu. Bơi thì nó không phải là vấn đề đấy. Nhiều người dân muốn. Đi bơi. Thì kiểu như là mua tàu lượn sẽ bóc chân kiểu thấy chưa? Cái đấy không chơi. Xin chào. Giờ lấy điện thoại chưa? Không quên lấy điện thoại. Lấy điện thoại. Nghe.